Xin chào quý vị và các bạn. Sau đây là những tình tiết mới nhất của chúng tôi về bộ phim Vạn Dặm Nhân Sinh. An và Dũng chính thức qua đêm với nhau. Liệu rồi sau cái đêm định mệnh đó, An đã thực sự thuộc về ông bố đơn thân là Dũng hay chưa? Chuyện tình cảm của An và Dũng sẽ có cái kết như thế nào khi giữa họ có quá nhiều rào cản? Đó là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Hình ảnh An và Dũng tay trong tay ôm nhau nằm ngủ trong trạng thái mơ màng đang được khán giả bình luận rầm rộ trên các hội nhóm. Khi hình ảnh này được đăng tải, nhiều khán giả tỏ ra thích thú, nhất là những khán giả ngày đêm đẩy thuyền cho cặp đôi An và Dũng mà họ yêu thích. Ôi, cuối cùng thì cũng tới ngày này rồi, Dũng xứng đáng với An. Hay có khán giả lại viết, An cuối cùng cũng là hoa đã có chủ, trừ vừa giỏi vừa giàu có thế mà cứ ế mãi thật phí đời. Bên cạnh những bình luận vun vào chúc phúc cho An và Dũng thì cũng có những bình luận phản đối, cho rằng Dũng và An không hợp với nhau, An xứng đáng có một người yêu hoàn hảo hơn. Trừ họ cảm thấy Dũng và An tới với nhau cứ kỳ kỳ sao ấy. Hai luồng ý kiến tranh luận này, bên nào cũng có lý của mình. Liệu rồi An có chọn Dũng, người mà trước nay An luôn có ác cảm, nhất là khi Dũng và An bất đồng quan điểm với nhau về vấn đề của bé Nhi, làm chỗ gửi gắm cuối cùng cho cuộc đời của mình hay không? Việc An và Dũng qua đêm với nhau là do họ chủ động hay chỉ là tình huống hy hữu xảy ra? Tất cả sẽ được chúng tôi tiết lộ ngay sau đây. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe. Tối hôm đó, An trở về từ công ty với tâm trạng nặng trĩu. Người ta vẫn nói, ông trời thường hay thử thách những người giỏi giang và giỏi chịu đựng hơn người. Quả không sai, An là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường, trưởng thành trong khó khăn, nên sóng gió với An chẳng khác nào cơm bữa. Dù đã quá quen với nó, nhưng xét cho cùng, An cũng là con người, nhất là một người phụ nữ cũng có tâm tư, tình cảm, biết đau, biết buồn. An không chỉ bị sếp Phương của trách, người tài thì đi đâu cũng bị ganh ghét. Những rắc rối diễn ra với An chủ yếu từ Cường mà ra. Chưa kể tới ông ba và hai ông anh suốt ngày gây sự kiếm chuyện. An cả ngày chạy theo họ đi dọn dẹp bãi chiến trường, để rồi cô chiến đấu như một con sói. Đến lúc cũng cảm thấy mệt mỏi. An lái xe đi vòng quanh các con phố, cô đi trong vô định, cũng chẳng biết mình đi đâu. An đưa mắt nhìn xung quanh thì bất chợt cô dừng lại ở một quán bar. Lâu lắm rồi, An chưa tới những nơi ồn ào náo nhiệt như vậy. Trước đây, mỗi khi cô đặt chân vào những nơi xa xỉ, không hợp với cô là do cô đi cùng đối tác. Đúng là những nơi đó có vẻ không hợp với An, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay An lại nảy lên ý định muốn tới chỗ như vậy. Hôm nay cô tự mình hư hỏng một chút. An đậu xe rồi lững thững bước vào trong. Cô tìm một góc khuất, ngồi nhâm nhi từng ly rượu. Bên trong nơi ồn ào, nhưng An vẫn muốn được yên tĩnh. Cô lặng nhìn dòng người nhảy nhót đu đưa theo từng điệu nhạc remix ồn ào. An chợt mỉm cười, hóa ra con người ta lại cô đơn thế. Tìm những thứ cảm giác ồn ào này để khỏa lấp đi những cô đơn trống trải trong lòng. An không hề hay biết, từ lúc cô bước chân vào quán, cô đã rơi vào tầm mắt của không ít kẻ săn gái. Và cả Dũng cũng thật tình cờ, hôm nay Dũng cũng tới đây uống rượu với ông bạn thân. Vừa mới về nước, thấy An có vẻ buồn, Dũng ngồi với bạn, chỉ biết đưa mắt giám sát người con gái mà anh đang theo đuổi. Để kệ An tự nhiên, không muốn cô biết tới sự tồn tại của mình. Bỗng một gã đàn ông nhìn có vẻ phong lưu đa tình, tiến lại chỗ bàn của An. Chào người đẹp, sao em ngồi đây một mình? Đêm nay anh làm bạn với em nhé. Ánh mắt của An đầy dứt khoát, sắc lẹm nhìn gã đàn ông kia nói, chỗ này có người rồi, mời anh đi chỗ khác. Lời nói của An khiến cho gã đàn ông kia xám mặt xuống. Thế nhưng với những gã săn gái và đặc biệt hứng thú với những cô gái nhà lành như An, thì lời nói của An chẳng khác nào đàn gẩy tai trâu. Hắn không những không chịu rời đi mà còn cố tình tiến sát lại An. Cô em nóng tính thế, nhưng mà anh thích. Thấy hắn có những hành động thiếu lịch sự, khiếm nhã, An lập tức đứng phắt lên, dặn ly rượu đang cầm trên tay, An tạt thẳng vào mặt gã đàn ông. Bị tạt ly rượu vào mặt, hắn toan đứng lên,
Định cho An một cái bạt tai thì Dũng kịp chạy tới đỡ tay hắn lại. Mày muốn gì? Đây là người yêu tao, mày chán sống rồi phải không? Vừa nói dứt lời, Dũng cho hắn hai nắm đấm. Đen cho gã kia, quán bar này lại chính là quán bar mà Dũng cùng bạn của mình góp vốn mở ra. Dũng quả không phải dạng vừa, mà gã kia tức tối không làm gì được, chỉ biết chỉ tay vào mặt Dũng và dọa: mày cứ nhớ lấy mặt tao. Nếu hắn còn to gan ở lại, e rằng Dũng đã cho hắn cả chai rượu vào đầu cũng nên. An lập tức trấn tĩnh sau tình huống vừa rồi, rồi ngồi xuống cảm ơn Dũng. Tôi không ngờ anh cũng ga lăng phết nhỉ. Hôm nay không có anh, e rằng tôi nguy to rồi. Dũng nhìn An đầy trách móc, sao cô lại tới đây uống rượu một mình? May mắn không tới với người ta nhiều lần đâu. Vừa nói, Dũng vừa rót rượu trăng trai của ly mình, rồi cũng ly với An. Hai người họ ngầm hiểu ý nhau, đêm nay không say không về. Bắt được cạ cứng, lại sẵn đang muốn uống, vậy là An hôm đó cũng hết mình. Cô uống hết ly này tới ly khác. Họ ngồi bên nhau nói đủ thứ chuyện. Chẳng hiểu sao An lại cảm thấy an toàn đến kỳ lạ khi ở bên Dũng. Cô có vẻ không cần đề phòng gì với bố của bé Nhi. Dũng là đàn ông, dĩ nhiên tiểu lượng phải khá hơn An. Anh cố giữ chút tỉnh táo, không gục trước An. Tối đó chẳng hiểu sao Dũng lại đưa An về căn nhà kỷ niệm của gia đình anh. Để rồi chuyện gì tới cũng tới, An và Dũng chính thức qua đêm với nhau. Chỉ khi tỉnh dậy, An và Dũng mới tá hỏa khi trên người không mảnh vải che thân, và họ lại nằm cạnh nhau. Tiếng hét thất thanh của An khiến cho Dũng tỉnh hẳn. Đầu anh đau như bố bổ, hai người nhìn nhau mắt chữ A, miệng chữ O, rồi cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Nhưng cả An và Dũng chỉ nhớ được tới khúc họ ở trong quán bar. Tại sao họ về được đến đây và nằm bên cạnh nhau thế này thì đúng là không nhớ nổi. An và Dũng vội vàng mặc quần áo vào, rồi ngượng ngùng nhìn nhau. Nhất là An, cô chẳng biết phải nói gì trong tình huống này. Sơ gạo đã nấu thành cơm, thế nhưng việc trai chưa vợ, gái chưa chồng qua đêm với nhau cũng chẳng có gì to tát ở ngoài xã hội. Nhưng với An, một cô gái hiện đại nhưng lại rất truyền thống, cô không phải hạng người dễ dãi, phóng túng. Bao nhiêu chàng trai xếp hàng quỳ gối theo đuổi cô còn chưa chấp nhận. Vậy mà giờ đây cô lại trao cho Dũng như vậy. Nhiều người nói rằng Dũng không xứng đáng với An. An là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang. Tội gì cô phải lấy một người đàn ông đã có vợ, lại còn có một cô con gái lớn như bé Như. Thế nhưng tình yêu lại có lý lẽ riêng của nó. Người ta sẽ trở nên hoàn hảo khi yêu, chứ không phải là yêu để mới hoàn hảo. Chỉ cần ở bên nhau, mang lại cho nhau những cảm xúc, hạnh phúc, thì chuyện hợp hay không hợp, chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Liệu rằng An có chọn Dũng hay không, và tình yêu của họ sẽ tiến triển ra sao? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận. Đừng quên bấm đăng ký kênh và biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi và cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!